Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người với quay lại với cái video nhận định thị trường trong mỗi phiên giao dịch của VATP ha. Video ngày hôm nay em sẽ là phân tích cho tất cả mọi người sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường có xu hướng như thế nào, cũng như từ là cái kịch bản cho thị trường tuần tới đây luôn ha. Thì trong cái video này vừa là phân tích sau phiên ngày hôm nay là tốt hay xấu này, rồi kịch bản tuần sau luôn, nên là anh chị em cố gắng xem kỹ video này nha, để chúng ta nắm bắt được cái xu hướng của tuần tới đây index mình sẽ như thế nào nha. Thì chào mừng mọi người quay trở lại với video của em. Mọi người nhớ để lại cho em những lượt like và comment ở dưới phần bình luận nha. Hiện tại bây giờ em Phú đang ở công ty chứng khoán SI. Hiện nay anh chị em nào này thấy cái phương pháp tư vấn của em hợp với mình thì có thể là về với đội của em theo ID của em là Y61018 ha. Thì trước tiên là đi tổng hợp về thị trường của mình. Thị trường ngày hôm nay thì VN Index chỉ giảm nhẹ 1,06 điểm, đóng ở 1285, đóng tuần luôn ha, đóng ở 1285.46. VN30 thì giảm nhẹ 0.2 điểm, đóng ở 1362.69. Tác động tới index thì có STB, EIB tăng tương đối tốt, nhưng mà vào ATC bị bán ha, HD Bank, Vietcom chỉ giảm, VB Bank, HPG, CTG, Masan. Các cổ phiếu tăng tốt thì có EIB, STB thì ATC bị bán này. Ngoài ra có HD Bank ha, này kia. Còn các cổ phiếu giảm thì có DIC, DIC bị bán cuối phiên này. Đại đa số hôm nay là cân bằng ha, giảm cũng giảm ít mà tăng cũng tăng ít. Về nước ngoài thì bán 154 tỷ và ATC có mua lại ha, và ATC có mua lại tương đối. Trước ATC thì bán đâu đấy khoảng 240 tỷ, thì ATC thì mua lại 90 tỷ ha. Mua lại MWG Year 1 này, bán mấy con này ha. Cái thanh khoản thì thanh khoản ngày hôm nay thì cũng xem với ngày hôm qua, thanh khoản vẫn bằng nhau. Thì chúng ta cùng nhau đi phân tích về thị trường ngày hôm nay. Thì thị trường ngày hôm nay là như thế nào, và chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau nha. Mọi người nhớ để lại cho em những lượt like nha. Thì em có buổi sáng em có phân tích cho mọi người rằng là khoảng thời gian tới index nó sẽ đi ngang, sẽ đi ngang đúng không? Kể từ tuần trước, bắt đầu cả kể từ tuần trước luôn. Hoặc đặc biệt là sau phiên ngày hôm qua, nếu mà phiên ngày hôm qua nó xấu á, là nó đã xuyên xuống dưới này, xuyên dưới một vùng dưới 1270 này, và nó không có lấy lại vùng 1283. Phiên chiều ngày hôm qua thì nó có một cái đà tăng tương đối với cái động lực là từ ngành bất động sản, thì ngày hôm nay nó đang quay trở lại. Thì bây giờ nó vẫn quay trở lại, nó tích lũy ở đây thôi. Bây giờ nó vào mây, nó sẽ rung lắc ở đây, rung lắc ở đây. Ở dưới này xuống dưới này thì vừa có giao găm vừa có mây nó hỗ trợ thì có thể là nó tích lũy tiếp. Và cái kịch bản của em thì bây giờ sẽ có cái trường hợp là nó sẽ tích lũy ở đây thêm khoảng một tuần tới. Tuần vừa rồi là em dự phóng cho mọi người là sẽ tích lũy này, tuần trước đúng không? Tuần trước em làm video đầu tuần cũng như từ kịch bản thị trường, anh chị em phải chuẩn bị sẵn cái trường hợp cái kịch bản là thị trường sẽ tích lũy thêm một tuần. Thì anh chị em thấy là thứ hai nó mở gap tăng, nhau nó giảm này, ngày hôm qua để giảm xuống này, hồi lên, bây giờ vẫn đang nằm trong một cái vùng của nó này. Thì thời gian tới nếu mà index của mình nó tích lũy thì cũng được, cả tuần sau luôn nó tích lũy cũng được, cũng chả có vấn đề gì. Nên là nếu tuần sau nó tích lũy thì nó sẽ phá vỡ cái trend giá này, thì khả năng cao là thời gian này thì chúng ta sẽ xóa đi cái kịch bản trước đây. Và xóa luôn cả cái trend này, cả cái này luôn ha. Cái này bây giờ chúng ta sẽ xóa hết cả đỉnh đáy này, bây giờ chúng ta xóa hết, chúng ta sẽ làm lại và chúng ta chỉ giữ lại một cái kịch bản tích cực là thị trường nó sẽ tích lũy ở trong một cái biên như này nha anh chị nhá. Thì anh chị em phải chuẩn bị tinh thần là thị trường nó sẽ tích lũy ở đây. Và cái điều kiện tích lũy là gì? Là volume. Anh chị em lưu ý ha, em liên tục nhắc volume, thì volume nó cũng rất là quan trọng trong phân tích được giá. Thì cái bán tích cực là thị trường nó sẽ tích lũy ở đây cả tuần ha, cả tuần sau luôn, rồi tích lũy cả tuần sau ở đây, và volume nó cản dần. Anh chị em lưu ý ha, volume nó phải cản dần, volume nó cản dần và tích lũy tuần sau thì ổn nha, thì ổn, chả vấn đề gì. Còn kịch bản thì để mà kéo lên thì em đánh giá là cũng chưa cao. Bởi vì anh chị em biết sao, hiện tại bây giờ này, cái hợp đồng long short thì nước ngoài vẫn đang long,
nhưng mà em tìm hiểu được thì thầy Doanh thì vẫn đang sọt, nó chưa đồng lòng, chưa đồng lòng thì long sọt, đây là thị trường nó khó đi lên. Cái thứ hai là nước ngoài vẫn đang quay trở lại bán, bởi vì cái vấn đề mà thanh khoản, bởi vấn đề tỷ giá trong ngắn hạn, thì tỷ giá nó đang tăng lên nhẹ trong ngắn hạn, thì quanh đấy gì chạm về 104 cho đấy đảo chiều thì thị trường nó sẽ cân bằng, nước ngoài nó sẽ bớt bán. Anh em thấy là cái biên độ bán nó đang thu hẹp vào cuối tuần này, thì cái nước ngoài và bán do tỷ giá là một, cái thứ hai là vấn đề long short này, cái thứ ba là cái điểm số của VN30 và VN-Index nó đang chênh nhau rất là nhiều, nó chênh đến 75 điểm, hơn 75, 77 điểm, thì cái độ chênh này nó bởi vì nó quá lớn, nó quá lớn nên là nó mất cân bằng. Cái VN30 nó đang cao hơn rất nhiều so với VN-Index, nó thể hiện là cái dòng tiền nó đang tập trung ở quá nhiều cổ phiếu chủ, VN30 và đặc biệt là ngành ngân hàng đang tập trung trong cổ phiếu ngân hàng rất là nhiều. Thì khi mà nó tập trung quá nhiều mà vào một dòng á, mà cái dòng đấy nó không có tăng được nữa, tức là nó quá quá cái oversize, tức là nó quá cái giá trị á, thì nó dễ dính cái khả năng điều chỉnh. Mà khi mà thị trường mà nó đang yếu mà nó gặp những cái dòng lít ngân hàng giai đoạn vừa rồi mà nó chỉnh á, thì thị trường nó sẽ càng yếu hơn. Nếu mà các cổ phiếu trù khác và mid cap nó không có bật lại được. Thì nếu mà thời gian tới nếu mà ngân hàng nó chỉnh thì nó phải xuất hiện một dòng dòng dẫn dắt mới, có thể là chứng khoán, thép, bất động sản hay là bất kỳ cái dòng nào đấy nó đủ sức nặng. Nếu mà để cân lại được banh thì chỉ có chứng khoán, bất động sản và thép thôi. Thì nếu thời gian tới mà banh nó chỉnh, nó hết, nó gắng, mấy hôm nay thì em thấy nó gắng tăng này. Nếu mà nó gắng không được nữa thì phải có xuất hiện cái dòng nào đấy phải đỡ được thị trường. Chứ còn không là nếu mà thời gian tới mà ngân hàng mà chỉnh mà thị trường không đỡ được thì sẽ nguy hiểm. Đó, nên là đấy là cái lý do tại sao mà em đưa ra cái kịch bản là thị trường sẽ tích lũy ở đây là đẹp nhất, đẹp nhất. Kết hợp với cái mô hình VCP, VCP là cái mô hình thu hẹp biên độ dao động mà em có hay nói với mọi người giai đoạn gần đây đúng không? Cái kiểu thu hẹp biên độ dao động này, nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần như này. Thì đến cái giai đoạn mà cuối thì nó sẽ có một cái biên độ tích lũy chặt, cùng kèm với cái volume nó giảm dần volume nó giảm theo thời gian như này đó. Thì em đang kỳ vọng là cái giai đoạn này là đang là chính là cái giai đoạn cuối cùng của cái mô hình thu hẹp biên độ dao động của VSP này, bởi vậy nên là cái điều kiện em đưa ra luôn luôn là cái volume nó phải giảm ở đây đó, thật là cái kịch bản này. Và đây cũng là cái kịch bản thị trường thời gian tới luôn nên anh chị nhé, khả năng cao tuần tới em vẫn dự phóng, em vẫn dự phóng là thị trường mình nó sẽ là đi ngang, đi ngang là tích cực nhất, đi ngang xiết một cái nền đây. Và bởi vì em view thị trường đi ngang nên là cái hành động của chúng ta là gì, mở gap như ngày hôm nay thì chúng ta không bán, không không mua cho đi mọi người, nó mở gap như ngày hôm nay thì chúng ta không có mua mà chúng ta cần chờ điều chỉnh thì chúng ta mua sau. Còn nếu mà nó mở gap chạm thì chúng ta phải dự đoán coi thử là ngày hôm đấy là nó đến từ gì gì, hay là nó chỉ mở gap là nó đi lên thôi, bởi trong quá trình tích lũy thì nó chỉ đi lên đi xuống thôi. Thì mở gap tăng chúng ta không đua đua mua, và mở gap chạm thì chúng ta cũng không đua bán ồ ạt, nếu mà thị trường nó không có biến gì xấu mà nó chỉ bình thường, nó chạm thì bình thường. Các cổ phiếu như ngành ngân hàng tăng cao thì chúng ta không đua, các cổ phiếu mà chỉnh sâu rồi, mid cap chỉnh sâu thì chúng ta cũng không không có bán nữa, chờ thị trường cân bằng. Đấy là cái kịch bản cũng như thử là cái chiến lược giao dịch tuần tới nha. Thì cuối tuần thì em cũng làm video ngắn để cho mọi người có thời gian để làm công việc khác, cũng như thử là có thời gian sum họp với gia đình ha. Thì chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Anh chị em nào cần cứ cấn cần cơ cấu danh mục tài sản thì liên hệ với em bằng việc là quét mã QR code hoặc là cái số điện thoại em gắn ở trên màn hình. Chúng ta liên hệ với em ha. Các anh chị cứ liên hệ với em thì em sẽ cơ cấu cho mọi người trong cuối tuần thì em vẫn làm việc thôi ha. Thì chúc tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ nhé, chào tất cả mọi người.